chương 651 chỗ cha tôi, tôi sẽ tự giải thích. Thiếu vũ chủ, trương thạch xoay người, nhìn người tới, cung kính đáp lại. Thanh niên này ấy vậy mà lại là thiếu vũ chủ của dân tộc mèo, đằng thiên, con trai độc nhất của đằng Vũ Vân, là đầu sỏ gây tội hạ độc lên người hoa tiểu nam. Sắc mặt đường Tuấn khẽ biến, trong mắt lại tràn đầy sự nghi ngờ, không phải nói mấy năm trước đằng thiên đã bước vào cảnh giới chân khí rồi sao, tại sao lúc này lại chỉ là một người thường, hơn nữa nhìn có vẻ có chút suy yếu nữa. Dựa vào tài y học và tu vi võ đạo của Đường Tuấn, đương nhiên là có thể liếc mắt một cái là nhìn ra tình trạng của Đằng Thiên đứng trước mặt này. Chẳng qua nhìn dáng vẻ cung kính có thừa của Trương Thạch, có vẻ không giống làm bộ lắm. Các vị, tại hạ Đằng Thiên, phu chủ đương nhiệm của dân tộc mèo đúng là gia phụ. Đằng Thiên hành lễ, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu hiền hòa, rất khó để người khác cảm thấy phản cảm. Nếu không phải là đã nghe Hoa Tiểu Nam và bà Độc nói qua, ai sẽ nghĩ một quân tử khiêm tốn như vậy thế mà lại ra tay hạ độc với một cô gái chưa thành niên chứ? Các vị có thể tới chúc mừng cha tôi, đó chính là vinh hạnh của dân tộc mèo chúng tôi, sao có thể không dùng lễ chiêu đãi cho được? Các vị, mời đi theo tôi, tôi dẫn các vị đi gặp cha tôi. Tuy là ông đang bế quan nhưng nếu nghe nói các vị khách quý đã đến, có khi lại vô cùng vui vẻ, kết thúc bế quan sớm ấy chứ. Đăng Thiên nở một nụ cười nhạt thiếu chủ, nhưng mà vô chủ, ông ấy. Trương Thạch có vẻ có chút do dự. Audio điện tử võ tấn bền. Đằng thiên lắc lắc đầu, nói, không sao, chỗ cha tôi, tôi sẽ tự giải thích. Các vị đi theo tôi, nói xong đằng thiên xoay người đi về phía con đường đã từng đi qua để tới đây. Đám người đường Tuấn và huyền long tử hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới mục đích của mình trong chuyến đi này thì theo sau đằng thiên ngay. Trương Thạch nhìn mấy người đi khỏi, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Dân tộc mèo chúng ta đã rất lâu không có ra đời, không nghĩ tới giới võ đạo bên ngoài thế mà có thêm nhiều thiên tài tuấn kiệt đến vậy. Nhìn dáng vẻ, hai vị thiếu niên này hẳn là đều chưa tới 30 tuổi nhỉ. Đăng Thiên vừa đi vừa nhìn về phía Đường Tuấn và Mục Phương cười nói. Đường Tuấn và Mục Phương khẽ gật gật đầu, cũng không có ý định đáp lời lại. Gần đây giới võ đạo đúng là nổi lên sóng gió. Khoảng thời gian trước tôi có nghe được người ta nói trong giới võ đạo xuất hiện tông sư thiếu niên, đã mong được chiêm ngưỡng phong thái từ lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được hai vị, đúng là khiến tôi rất thỏa lòng." Đăng Thiên nói, vẻ đẹp trai trên mặt bỗng dưng xuất hiện sự tiếc nuối, nói, "Đáng tiếc là tôi nhiễm phải bệnh lại, tu vi bỗng chốc thành dã chàng xe cát biển đông, nếu không thật muốn thi đấu giao lưu với hai vị một chút." Anh ta tự nói tự quyết, nhưng lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có vẻ rất vui mừng. Đang Thiên dẫn theo mấy người nhưng cũng không dẫn tới điện dùng để chiêu đãi khách của dân tộc mèo, ngược lại càng đi càng hẻo lánh. Cuối cùng dừng chân ở dưới chân một ngọn núi, một cái sơn động sâu thăm thẳm xuất hiện trước mặt mấy người, từng cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi ra từ miệng động tràn ra bên ngoài. chương 652, Huyết Trì Có vào không? Trần Thiên Dương hỏi. Những chuyện xảy ra trước mắt đều quá thuận lợi khiến cho Trần Thiên Dương không biết phải làm sao. Nhất là cái sơn động quỷ dị này, giống như một cái miệng rộng đang mở ra muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vào trong bụng vậy trong lòng đường tuấn cũng sinh ra dự cảm xấu y như vậy tại sao lại không vào nếu đằng vũ vân còn đang bế quan vậy thì chắc chắn chưa tấn chức lên thần hải rồi bởi vì chúng ta hợp lực lại chẳng lẽ còn đánh không lại ông ta sao hư cửu huyền cười lạnh nói quan tâm cha con nhà họ đằng có quỷ ghế khỉ gió gì một đánh bảy phần thắng thuộc về chúng ta vẫn khá lớn mấy người khác nghe thấy thế tức khác cũng có chút động lòng. Cho dù đằng Vũ Vân không có ở trong sơn động này, bọn họ cũng có thể bắt lấy Đằng Thiên, ép hỏi về bí tàng của dân tộc mèo. Đây mới là mục đích chân chính của chuyến đi này của bọn họ. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Vào đi, có điều cẩn thận chút. Tôi luôn có cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Quyền Long từ liếc mắt nhìn mấy người một cái, cũng biết thừa bọn họ đang có tính toán gì cậu đường đợi lát nữa vào trong nếu có xảy ra chuyện gì làm phiền cậu để ý tới mục phương một chút dùm tôi phái cổ hồng lính tôi vô cùng cảm kích huyền long từ trịnh trọng nói với đường tuấn mục phương sửng sốt một chút nhưng không có phản bác lại bây giờ trong nhóm người thực lực của anh ta là một trong những người yếu nhất đường tuấn khẽ gật đầu mấy người tiến vào sơn động trong sơn động vô cùng u ám cũng không thấy bóng dáng của đằng thiên đâu cả ngay sau đó một tiếng ầm vang lên một khối đá trong đột nhiên rơi xuống đóng lại cửa động phừng 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 trên bốn vách tường của sơn động bỗng nhiên bốc cháy lên vô số cây đuốc chiếu sáng sơn động y như ban ngày sau đó mọi người thấy được một màn cả đời khó quên chỉ thấy lúc này bọn họ đang đứng trên một cái đài cao mà dưới đài cao là một cái hồ nhỏ có màu sắc giống như máu tươi một mùi máu tanh nồng nặc tản ra từ trong hồ khiến cho mấy người cảm thấy buồn nôn vô cùng mà bên cạnh hồ nhỏ còn có từng cái từng cái xác chết khô. Huyết trì, Trần Thiên Dương kinh hô. Ha ha ha, giọng nói vừa dứt, trong sơn động đột nhiên vang lên một tràng cười lớn, giống y như tiếng cười của ma quỷ, quanh quẩn mãi trong sơn động không tan đi. Lúc này mọi người mới thấy, bên cạnh hồ nhỏ rực màu máu, một người đàn ông trung niên đang khoang tay đứng đó, mà đằng thiên lúc trước biến mất không thấy đâu đang cung kính đứng bên cạnh, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm mấy người chương 654, không ổn rồi. Ra tay, huyền long tử khẽ quát một tiếng, ra tay đầu tiên. Mọi người không dám trần chờ, cảnh giới thực lực của đằng Vũ Vân đã vượt qua bất kỳ ai trong số bọn họ, bây giờ lại có huyết trì phụ trợ, có thể nói là hoàn toàn áp đảo bọn họ luôn rồi. Nếu kéo dài thêm nữa, bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại mà thôi. Đùng, kiếm khí màu máu xé toạc không gian sông đến, cắt đôi phiến đá lớn đứng trước mặt bọn họ thành hai mảnh mặt cắt bóng loáng, giống như bị thần binh lợi khí cắt vậy. Lúc này mấy người đã đứng bên cạnh huyết trì, nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Đây chỉ là một kích đằng Vũ Vân tùy tiện đánh ra vậy mà lại có uy lực khủng bố như vậy. Ngay cả đường Tuấn cũng đổi sắc mặt, nếu một kích này đánh lên người anh, chỉ sợ anh cũng sẽ bị thương mất. Tuy cơ thể anh hùng mạnh, có thể tiếp cận vô hạn với vô cấu đạo thể nhưng cũng không phải là đạo thể chân chính. Hí hí, tiếng cười âm lãnh vang lên trong sơn động, bóng dáng của đằng Vũ Vân biến mất không thấy đâu. Không ổn rồi, sắc mặt huyền long tử biến đổi, như đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Bang! Một nắm đấm giống như xuất hiện vô hình giữa không chung, nện vào trong ngực ông ta, một sức mạnh cực lớn đá bay huyền long tử ra ngoài, kéo thành một đường rất sâu trên mặt đất. Chờ đến khi ông ta dừng lại được, huyền long tử đã không còn tư thái siêu nhiệt như trước nữa, tóc bung ra, khóe miệng chảy máu, áo bào vỡ nát, ngực cũng lỗ chỗ vài nơi, hơi thở cũng Huệ hoài hơn nhiều huyền long tử lĩnh ngộ được thủy hỏa ý cảnh vậy mà đến một đấm của đằng vũ vân cũng không ngăn lại được mọi người còn chưa lấy lại tinh thần được bên cạnh đó triệu tuấn phong cũng bị một trưởng của huyền long tử đẩy bay ra dáng vẻ cũng chật vật y chang vậy triệu tuấn phong một trưởng có thể đánh bay năm vị tông sư thậm chí đến cả đoàn kiếm ông ta lấy làm tự hào đang giấu trong tay áo cũng không kịp thi triển ra khóe mắt đường tuấn nhảy dựng vừa rồi đằng Vũ Vân ra tay thực sự quá nhanh, đến cả anh âm thầm muốn giúp Huyền Long Tử cũng không kịp phản ứng lại. Bốp bốp, đằng Vũ Vân làm xong những chuyện này, vỗ vô tay. Giống như mới rồi không phải đả thương hai vị tông sư lớn mà chỉ như đang vỗ hai con ruồi bọ vậy. Ha ha, cổ hồng lĩnh và kiếm môn, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Đằng vũ vân châm chọc cười. chương 655, hư cửu huyền, ông thật vô liêm sỉ. Trên mặt ông ta vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt khinh miệt đảo qua mấy người còn sót lại, cho các người một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống tuần phục tôi, tôi tha cho các người một mạng. Quyền Long Tử nói, học trò của cổ Hồng Linh chỉ có chết vinh chứ không có sống nhục. Khóe miệng triệu Tuấn Phong cũng trào ra một vết máu, hiên ngang nói kiếm môn cũng thế. Hí hí, vậy các người đi chết đi, đằng Vũ Vân sửng sốt, lạnh lùng nói. Bịch bịch, đằng tiên nhân tôi hư cửu huyền bằng lòng thần phục vào lúc đằng vũ vân chuẩn bị ra tay lần nữa hư cửu huyền quỳ sụp xuống đầu dập xuống cung kính nói hư cửu huyền người nhà họ hư tây nam cũng có vài phần quan hệ với dân tộc mèo tôi đấy nếu cậu đã quỳ xuống tôi sẽ tạm tha chết cho cậu đằng vũ vân nói cảm ơn thiên nhân trên mặt hư cửu huyền lộ ra nụ cười vui mừng khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh chỉ vào đường tuấn nói thiên nhân Vốn dĩ cô gái nhà họ Hoa kia đi cùng với chúng tôi tới, nhưng thằng nhóc nhà họ Đường này lại thả cho chạy mất. Hơn nữa quan hệ giữa cậu ta và cô gái nhà họ Hoa kia vô cùng thân mật, theo như lời cậu ta nói thì cô gái kia đang đi liên hợp các dòng họ khác của dân tộc mèo, muốn liên thủ lại đối phó với Thiên Nhân. Ông ta không chỉ quỳ xuống mà còn kể hết những chuyện liên quan đến Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam. Hư Cửu Huyền, ông thật vô liêm sỉ. Triệu Tuấn Phong và Cố Bách đường canh giữ bên người Triệu Tuấn Phong, mắng hư cửu huyền lại không để bụng, cho dù là huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong hợp sức lại cũng không đánh lại được đằng Vũ Vân, vậy những người còn lại của bọn họ có thể làm gì được chứ? Trước mặt sống chết chính trực có là gì, ông ta có thể vì mạng sống mà có thể cúi đầu trước đường Tuấn, cũng thế, vì để được sống cũng có thể quỳ xuống trước mặt đằng Vũ Vân. Đằng Vũ Vân đã gần đến cảnh giới thần hải, thằng ngu mới đối đầu với ông ta. Quỳ trước một vị thiên nhân cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Hơn nữa đúng lúc mình có thể mượn tay đằng Vũ Vân giết chết Đường Tuấn, cũng xả nổi hận trong lòng. Hư cửu huyền thầm nghĩ trong lòng như thế. Đằng Vũ Vân lộ ra một nụ cười đần ẩn ý sâu xa, thoáng nhìn qua hư cửu huyền, nói muốn mượn tay tôi giết cậu ta, hừ. Cơ thể hư cửu huyền chấn động, bị tiếng hừ lạnh này chấn cho khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu, ông ta cúi đầu càng thấp hơn, nói đằng thiên nhân, lời tôi nói chính là sự thật. Đằng Vũ Vân vẫy vẫy tay, không ai lại để ý tới hư cửu huyền nữa. Trong mắt ông ta, hư cửu huyền chỉ giống như con kiến, không đáng để ông ta xem trọng. Một tông sư dễ đằng ma gối xuống, thế đã không đủ để xưng là tông sư rồi. Đằng Vũ Vân nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, dám giúp đỡ nhà họ Hoa, đối địch với nhà họ Đằng tôi, cậu đáng chết. Tiếng nói vừa dứt, Đằng Vũ Vân lại ngang nhiên ra tay lần nữa, ông ta tiến lên một bước, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, tốc độ như thế này có thể sánh ngang với xúc địa thành thốn thần thông. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 656 cậu ta còn không phải là cao thủ cảnh giới thần hải. Đường Tuấn, lúc mày nhục mạ tao có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Trong lòng hư cửu huyền hung tận nghĩ. Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường cũng lắc lắc đầu, giống như thương tiếc cho một thiên tài ngã xuống. Đường Tuấn tung một quyền ra nghênh đón đằng Vũ Vân đang tới trước mặt. Bang một tiếng như tiếng sấm rền vang nổ tung dung lên trong sân động. cậu quá yếu. đằng vũ vân cười khẩy, nhưng mà ngay sau đó mọi người đồng thời ngây người như gặp quỷ vậy. chỉ thấy đường tuấn bị đằng vũ vân đánh bay ra xa nhưng anh không có rơi xuống, ngược lại đứng sừng sững giữa không chung, quần áo bay phần phật, giống như có một bậc thang vô hình đang nâng anh lên vậy. ngự không mục phương kinh hô thành tiếng, trong mắt là chấn động không thể nào diễn tả được hết. Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử cũng đồng thời trợn ngược mắt, miệng khẽ nhếch, nói không lên lời. Đường Tuấn mà bọn họ thường xem như không khí giờ châm đạp hư không, giống như tiên nhân dáng trần. Chẳng lẽ cậu ta đã tấn chức cảnh giới thần hải rồi sao? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu đám người Trần Thiên Dương. Đôi tay hư cửu huyền siết chặt căng cứng, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, không thể thế được. Sao cậu ta có thể nào là cao thủ cảnh giới thần hải được? Hừm, Đằng Vũ Vân cũng lộ ra chút thất kinh. Cậu còn chưa tấn chức lên thần hải thế mà đã nắm giữ được thuật ngự không, nhìn kiểu này cũng có chút gặp gỡ bất ngờ đấy. Đằng Vũ Vân nhìn đường Tuấn, chậm rãi nói. Ánh mắt và thực lực của ông ta không biết cao thâm hơn mấy người ở đây bao nhiêu mà vừa nhìn một cái đã biết rõ đường Tuấn chưa tấn chức lên thần hải, vẫn còn ở cảnh giới chân khí. Lý do có thể ngự không được có lẽ là có gặp gỡ bất ngờ gì đó tuy rằng ông ta đã là nửa bước thiên nhân nhưng mà phải có sự trợ giúp của sức mạnh huyết trì mới có thể đạt được tới đó, cảnh giới không đủ nên không thể điều khiển thuật ngự không được. Nghe đằng Vũ Vân nói chuyện, lúc này mọi người cũng mới nhẹ nhàng thở ra, một cao thủ thần hải chưa tới 30 tuổi, nó cũng làm bọn họ khó tiếp thu nổi ngang ngửa với chấp nhận những thứ viền vông vậy. Nhân vật như vậy, xét trong thời kỳ võ đạo đỉnh cao mấy trăm năm trước cũng chưa từng xuất hiện. Cậu ta còn không phải là cao thủ cảnh giới thần hải, vậy hẳn là không phải là đối thủ của đằng Vũ Vân. Bỗng nhiên hư cửu huyền nghĩ thầm. Ông ta quỳ xuống thần phục đó là vì muốn nhìn thấy đường Tuấn bị giết chết. Rửa mối nhục xưa, đường Tuấn đứng trên không chung, thu hết tất cả vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, nhưng cũng không thể hiện bất kỳ sự đắc ý gì. chương 657, đường Tuấn chết rồi sao? He <laughs> he, <laughs> nếu là ở ngoài kia, cậu có thể dựa vào thuật ngự không thì có thể chạy trốn được, tôi đúng thật là không thể giết được cậu, nhưng bây giờ lại ở sơn động hẹp hòi u tối này, hơn nữa còn có huyết trì của tôi. Bỗng nhiên đằng Vũ Vân lộ ra ý cười lành lạnh, liếm liếm môi, điên cuồng nói, đi chết đi. Trong lòng đường Tuấn đột nhiên này sinh cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hai tay của đằng Vũ Vân dơ lên rồi lập tức chạm vào nhau. Theo động tác của ông ta, huyết trì nổi lên cuồng phong sóng lớn, sóng lớn tạo thành hai cánh tay máu cực lớn. Lúc này đường Tuấn ở đúng vào vị trí trên không của huyết trì, theo cú đánh của đằng Vũ Vân, hai cánh tay máu kia đồng thời bổ về phía đường Tuấn. Trước hai cánh tay máu khổng lồ này, đường Tuấn chỉ nhỏ bé y như con kiến vậy. Bang, 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 huyết trì khối động, vô số bọt nước màu máu vỡ toạc văng ra. Mây mù máu bao trùm lên không gian, mọi người chỉ nhìn thấy đường Tuấn bị hai cánh tay kia ép lại, sau đó bùm một tiếng. Giống như một cục đá rơi vào giữa huyết trì. Ừ. Mục Phương lặng lẽ nuốt nước miếng xuống, trong mắt toàn là hoảng sợ. Trong một cái nhấc tay, huyết trì quay cuống, hóa thành cánh tay to che trời, nguyên khí trong trời đất cùng hưởng ứng với nó. Cảnh giới thần hải hùng mạnh như vậy. Kể cả huyền long tử, triệu tuấn phong ở trong đám người đó cũng đều sợ hãi không còn gì để nói. Quá mạnh mẽ. Đường Tuấn vừa mới bày ra thực lực quần siêu và thiên phú tuyệt đỉnh đã bị Đăng Vũ Vân dùng một trường đánh rơi vào huyết trì một trường đó không chỉ đánh bại Đường Tuấn mà cũng đánh nát chút ý niệm sống sót còn sót lại của bọn họ lúc trước. Đường Tuấn chết rồi sao? Tâm trạng của Mục Phương vô cùng phức tạp, nói ra. Một phút trước anh ta còn kinh ngạc với thiên phú của Đường Tuấn nhưng giây tiếp theo Đường Tuấn đã bị đánh bay ra khỏi thần đàn. Tranh lệch như thế này làm anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì ra cái gọi là thiên tài, đứng trước kẻ mạnh lại buồn cười như vậy chỉ khi thiên tài trưởng thành lên mới có thể làm người khác kính sợ. Trong đầu mục phương bỗng nhiên nhảy ra những lời này, anh ta đã hạ quyết tâm, nếu chuyến này còn có thể sống sót quay về, trở về sẽ bế quan ngay, không mò được tới cửa thần hải tuyệt đối không xuất quan. Giọng nói của mục phương không lớn lắm nhưng trong sơn động u tĩnh lại có vẻ to rõ dị thường. chương 658 cha, huyết quả ở đáy hồ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hí, thằng nhóc kia cho dù có không chết nhưng mà rơi vào huyết trì, nhất định cũng trở thành chất dinh dưỡng cho huyết trì rồi. Đằng Vũ Vân cười lạnh nói, huyết trì sôi trào, sức mạnh hùng dũng đang ấp ủ trong đó khiến cho trong lòng mọi người đều lạnh hết lên. Huyết trì này ta phải giết trăm vị luyện võ mới thành được, trong có còn dung hợp thêm cả bí truyền thuật cổ độc của dân tộc mèo tôi, đó cũng là nơi mà chính tôi đây cũng không dám đi vào dễ dàng được. Đường Tuấn đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa rồi lời nói lạnh như băng của đằng Vũ Vân đã đập nát tất cả ảo tưởng của mọi người. Sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ tái nhợt, mới rồi thuyên chuyển huyết chỉ phát ra một trường lôi đình đồng nghĩa với việc ông ta cũng tiêu hao một lượng sức mạnh lớn. Nhưng bây giờ đã không ai có thể ngăn lại bước chân giết chóc của ông ta nữa rồi. Cha, huyết quả ở đáy hồ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đằng Thiên đứng chờ một bên, vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Trong mắt cậu ta có vẻ lo lắng. Đằng Vũ Vân trầm ngâm một lát, hư lạnh một tiếng, nói, không sao đâu. Huyết quả ở dưới đáy cùng của huyết trì, chỗ đó là nơi có năng lượng tinh thuần nhất cũng là trốn cuồng bạo nhất của huyết trì. Cho dù là đại tông sư có kim cương luyện thể giỏi nhất trong giới võ đạo đi vào đó cũng chỉ có một con đường chết. Yên tâm, huyết quả là niềm hy vọng để con trở lại võ đạo, cha sẽ không làm sằng làm bậy. Chỉ cần đợi cho huyết quả trưởng thành, còn ăn huyết quả vào, đến lúc đó cải tạo lại kinh mạch bị khuyết thiếu, thậm chí còn mượn cơ duyên này bước một chân vào thần hải. Đến lúc đó nhà họ đằng chúng ta có hai thần hải, giới võ đạo chỉ có thể run rẩy dưới chân hai cha con ta. Đằng thiên khẽ gật gật đầu, vẻ mặt trở nên rất nóng bỏng. Huyết quả là vật cộng sinh với huyết trì, tập trung toàn bộ năng lượng của nửa huyết trì, hơn nữa có công hiệu chữa lành vết thương. Sở dị đằng vũ vân tàn sát người cùng đạo, mở huyết trì vì là để tìm một đường sống cho con trai của mình. Cha, thế mấy người bọn họ thì sao? đăng thiên nhìn về phía đám người huyền long tử trong mắt lộ ra sát ý hừ trên mặt đằng vũ vân lộ vẻ khinh thường nói để cho bọn họ sống thêm chút nữa đi chờ huyết quả trưởng thành đúng lúc cha có thể dùng bọn họ dẫn huyết quả ra đăng thiên gật đầu đám người huyền long tử y như cha mẹ chết cho dù là đằng vũ vân không có ra tay bọn họ cũng đã mất niềm tin rồi mà trong lúc cha con nhà họ đang chờ huyết quả trưởng thành đường tuấn bị đánh rơi vào huyết chỉ lại gặp nguy hiểm chí mạng Đường Tuấn bị hai cánh tay máu đẩy vào trong huyết trì, trong tầm nhìn mờ mịt một mảng đầy máu, khiến cho tâm trí của người ta có cảm giác bị mất đi phương hướng. Những năng lượng hung bạo, bẩn thỉu từ bốn phương tám hướng ập về phía đường Tuấn. Huyết trì là do chính đằng Vũ Vân dùng sinh mệnh, máu tươi của gần trăm vị võ giả tạo nên. Trong đó có biết bao cao thủ cảnh giới chân khí đã ngã xuống, lại kết hợp với bí thuật cổ truyền của bộ tộc người mèo. Huyết trì còn đáng sợ hơn nếu so với axit đậm đặc gấp trăm lần, chỉ cần với một giọt đã có thể ăn mòn toàn bộ một người bình thường. chương 659, nên đi lên rồi. Đằng Vũ Vân sử dụng huyết chỉ tạo ra hai cánh tay máu, tuy rằng không giết chết anh, nhưng cũng khiến anh bị thương vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ cơ thể của anh đã tiếp cận gần tới thai thánh đạo thể, dần dần rời khỏi phạm vi của người thường. Nhưng hiện tại, cơ thể của anh lại như một miếng thủy tinh, xuất hiện nhiều vết nứt, giống hệt một món đồ bằng xứ đã trải qua va chạm mạnh, có thể vỡ bất cứ lúc nào từ khi đường tuấn tu luyện võ đạo đến nay đây là lần gặp nguy hiểm lớn nhất năng lượng huyết sắc gần giống với virus không ngừng ăn mòn chân khí của anh những vết nứt trên người anh xuất hiện ngày càng nhiều bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát cơ thể của anh đủ mạnh có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa nếu như đổi thành triệu tuấn phong vào tình thế này chỉ với một giọt huyết trì đã bị ăn mòn sạch sẽ đường tuấn ngẩng đầu nhìn lên phía trên nếu như hiện tại anh có thể leo lên đó có lẽ có thể tránh khỏi huyết chỉ dính vào toàn thân. Nhưng chắc chắn đằng Vũ Vân đã sớm ở trên đó chờ anh, với trạng thái hiện tại, nếu anh leo lên đó chỉ còn một con đường chết. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này? Đường Tuấn cực kỳ không cam lòng, nếu phải chết một cách uất ức như vậy, còn không bằng leo lên trên cùng đánh một trận sống chết với đằng Vũ Vân. Ngay lúc anh hạ quyết tâm leo lên trên, bỗng nhiên giữa chán anh lại nóng lên, có một thứ gì đó từ trong thức hải của anh chui ra từ giữa chân mày. Hả, đường Tuấn nhìn vật trước mắt, khẽ nhíu mày. Thứ mới vừa chui ra khỏi chán của anh chính là khối ngọc trụ mà anh lấy từ ngôi mộ trên núi, khối ngọc trụ này vẫn luôn ở trong thức hải của anh. Ngoại trừ nuôi dưỡng tinh thần lực của anh, cũng không có động tĩnh nào khác. Vậy mà lúc này lại chủ động xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu trắng được tỏa ra từ khối ngọc trụ hình rồng, sau đó bao trùm lấy đường Tuấn, giống như cho anh thêm một cái vòng bảo vệ. Năng lượng huyết sắc vậy mà đã dừng lại, Đường Tuấn luôn chú ý đến trạng thái của cơ thể, lập tức phát hiện sau khi Ngọc Trụ xuất hiện, năng lượng huyết sắc không còn ăn mòn chân khí của anh nữa. Vậy mà còn thanh lọc năng lượng huyết sắc, chuyển hóa thành nguyên khí thuần khiết. Thật ra khối Ngọc Trụ này là thứ gì? Đường Tuấn nhìn Ngọc Trụ đang tỏa ra thánh quan trước mặt, trong mắt tràn ngập thắc mắc. Kệ đi, nếu Ngọc Trụ này có tác dụng thần kỳ như vậy, vừa lúc mình có được cơ hội chữa thương. Đường Tuấn siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu, đằng Vũ Vân, đằng Thiên, nhất định bọn mày cho rằng tao đã chết rồi đi. Tuyệt đối không nghĩ đến tao tu luyện, dưỡng thương ở ngay dưới mí mắt của bọn mày. Năng lượng bên trong huyết chỉ vượt quá sự tưởng tượng của đường Tuấn, vốn di anh đã trọng thương, cơ thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ vào sự thanh lọc của Ngọc Trụ, tất cả năng lượng trong huyết trì đã chuyển hóa thành thuốc bổ cho anh chữa thương. Chỉ qua nửa tiếng đồng hồ, tất cả những vết thương của anh đã lành lại, thậm chí chân khí bên trong cơ thể còn mạnh hơn vài lần so với lúc trước. Nên đi lên rồi, những vết thương của Đường Tuấn đã được chữa lành, dĩ nhiên muốn ngay lập tức lên trên đánh một trận nữa với đằng Vũ Vân. Có sự trợ giúp của huyết trì, đằng Vũ Vân càng ngày càng mạnh lên, nếu cứ kéo dài thời gian sẽ vô cùng bất lợi cho anh. chương 660, huyết quả. Càng bơi sâu về phía đáy của huyết trì, năng lượng huyết sắc càng thêm nồng đậm. Ánh sáng của Ngọc Trụ cũng giảm bớt vài phần, miễn cưỡng bảo vệ được Đường Tuấn. Bên trong huyết trì cũng không lớn, một phút sau, Đường Tuấn đã đi đến đáy của huyết trì. Vẫn giống như cũ là một mảng máu mênh mông, giống như đang ở trong một thế giới máu. Nhìn quanh bốn phía, chỉ toàn là vách đá đã bị nhiễm đỏ bởi máu tươi, trên vách đá có khắc vẽ những văn tự và bùa chú cổ xưa, tạo thành một đồ án phức tạp. Đó là, hoa sen sao. Tầm mắt Đường Tuấn đột nhiên dừng lại tại một vật gì đó ở phía trung tâm của đáy hồ. Đáy hồ hình tròn, mà tại vị trí chính giữa, một gốc hoa sen đỏ như máu đang kiêu ngạo nở rộ. Đường Tuấn nhíu mày, năng lượng huyết trì vô cùng tàn bạo, đừng nói đến hoa sen, đến cả một nhánh cây rong cũng không thể sinh trưởng. Vậy mà đóa hoa sen này lại nở rộ dưới đáy ao, chuyện này không khỏi có chút quá kỳ quái. Nội tâm của anh kháng cự, không muốn đến gần đóa hoa sen kia. Nhưng mà khối ngọc trụ lại một lần nữa xuất hiện dao động, nguồn năng lượng cổ xưa vĩ đại kia lại đẩy anh, cơ thể anh không tự chủ được mà tiến đến gần đóa hoa sen đó. Chờ sau khi đến gần rồi, Đường Tuấn mới phát hiện, ở ngay giữa những cánh hoa sen đang nở bung lại kết ra một loại quả, loại quả này tỏa ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đem đến cho người ta một loại cảm giác thánh thiện. Huyết quả, Đường Tuấn bỗng nhiên thì thầm. Đợi sau khi nhận thức lại, trên mặt anh hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được bởi vì anh chưa bao giờ biết đến loại trái cây này càng chưa bao giờ nghe đến qua loại thực vật mang tên huyết quả nhưng vừa rồi trong đầu anh mơ hồ xuất hiện một chút kiến thức anh chỉ theo bản năng mà đọc ra khỏi miệng sinh trưởng tại nơi tập trung nhiều máu tươi cộng sinh cùng với huyết liên bên trong ẩn chứa năng lượng thuần khiết nhất có thể hồi sinh lại cơ thể chữa trị kinh mạch tái tạo lại toàn thân thể nếu võ giả cảnh giới chân khí ăn vào có cơ hội ngưng tụ đạo thể Nghiệp đường tuấn dường như không chịu sự khống chế của bản thân, tiếp tục thì thầm. Ngay sau khi nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt đường tuấn cực kỳ chấn động, loại quả trước mắt này vậy mà có thể khiến cho người ta ngưng tụ đạo thể. Nếu như truyền ra ngoài, sẽ khiến cho giới võ đạo một phen chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu người vì thứ này mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Chữa trị kinh mạch, ha ha, chắc là đằng Vũ Vân đặc biệt chuẩn bị cho con trai của ông ta. Trên mặt đường Tuấn lộ ra một nụ cười trào phúng, lẩm bẩm nói, vậy mà mình lại được lợi rồi. Thân thể của anh chỉ còn cách đạo thể một khoảng nữa thôi, nếu như có huyết quả hỗ trợ, gần như trăm phần trăm có thể ngưng tụ đạo thể. Đến lúc đó, cứ coi như đằng Vũ Vân đã đạt được cảnh giới thần hải, chỉ sợ cũng không thể ngăn được một đòn chân của anh. Phải biết rằng, các cường giả cảnh giới thần hải trước đây, cũng không nhất định có thể ngưng tụ đạo thể. Ha ha, đường Tuấn khẽ cười một tiếng, đưa tay ngắt lấy huyết quả kia xuống huyết quả bị hái xuống, huyết liên lập tức khô héo. Đường Tuấn hai miếng đã ăn xong, nuốt hết huyết quả vào bụng, nhưng ngay sau đó anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Năng lượng chất chứa bên trong huyết quả thực sự quá khổng lồ, mặc dù đan khí hải ở điền của anh sau khi được chung khê san nấu hổ luyện thể đã lớn hơn rất nhiều so với tông sư bình thường, nhưng mà vẫn như cũng không thể chịu đựng được một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Boom! Audio điện tử võ tấn bền Chương 661, cũng chỉ có thể như vậy. Cánh tay anh bị nổ tung thành những vết thương đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy được xương trắng như ngọc phía bên trong. Huyết quả quá xứng đáng là loại thuốc chân quý có thể tái sinh lại toàn bộ cơ thể, hai cánh tay đường tuấn mới vừa nổ tung, lại nhanh chóng được chữa lành, so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Tiếp đến là hai chân, ngược vào bụng của anh, đến cả đầu của anh cũng không thể tránh được một kiếp này. May mắn rằng tinh thần lực của Đường Tuấn đã thành thần, vô cùng mạnh mẽ, nếu không căn bản không thể chịu đựng được. Loại đau đớn này so với lúc trước nấu hồ luyện thể còn đau đớn hơn gấp 10 lần. Cơ thể Đường Tuấn liên tục bị nổ tung và được chữa lành lại, thân thể không ngừng trở nên mạnh hơn, từng chút từng chút một tiến gần đến cảnh giới vô cấu đạo thể. Bên cạnh huyết trì, nhóm người Huyền Long tử, Mục Phương, Triệu Tuấn Phong, Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường ngồi bên cạnh nhau lạnh lùng nhìn đằng Vũ Vân và Hư Cửu Huyền ở phía bên kia huyết trì. Hư Cửu Huyền dùng khuôn mặt nịnh nọt nói cái gì đó với đằng Vũ Vân, mà đằng Vũ Vân lại ở một bên ngồi thiền và điều chỉnh hơi thở, chờ huyết quả chín. Anh Triệu, Huyền Long Tử, một tiếng đã trôi qua rồi, chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng đằng Vũ Vân thật sự sẽ đạt được cảnh giới thần hải. Tôi cảm nhận được hơi thở của ông ta hình như mạnh hơn gấp đôi so với một tiếng trước hiện tại vết thương của hai người gần như đã lành lại lúc này mà không ra tay còn phải chờ đến khi nào nữa vẻ mặt trần thiên dương nghiêm nghị phân tích triệu tuấn phong và huyền long tử liếc nhìn nhau đều thấy được sự kiêng kỵ từ sâu trong ánh mắt của đối phương nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu trần thiên dương nói như vậy những điều làm sao bọn họ lại không hiểu được nhưng mà một tiếng trước bọn họ đã đánh không lại đằng vũ vân thì hiện tại thật sự có thể đánh thắng hay sao vừa rồi là do đằng vũ vân ra tay quá bất ngờ quyền long tử và anh triệu vẫn chưa kịp đánh trả một đòn nào cả lần này chúng ta cùng nhau tấn công tuy rằng đằng vũ vân mạnh nhưng trung quy vẫn không phải cao thủ cảnh giới thần hải tôi cũng không tin chúng ta không tìm được một con đường sống chỉ cần một người có thể thoát ra khỏi đây đem hết mọi chuyện của cha con nhà họ đằng công bố với giới võ đạo đến lúc đó toàn bộ giới võ đạo hợp tác lại với nhau giết chết cha con họ đằng cùng với dân tộc mèo Cố bách đường tàn nhẫn nói. Cũng chỉ có thể như vậy, huyền long tử thở dài. Ông ta đã đột phá thành công, lĩnh ngộ được thủy hỏa ý cảnh, đó chính là khoảng thời gian đắc ý nhất cuộc đời, cảm thấy có thể đi đến khắp nơi trên thế giới. Nhưng không ngờ rằng, sau khi gặp được hai vị đại cao thủ đằng Vũ Vân và Đường Tuấn, ông ta lập tức cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Liếc mục phương vẫn luôn phát ngốc nhìn chằm chằm huyết trì, huyền long tử tiếc hận nói, đừng nhìn nữa. Đường Tuấn chết rồi. Tuy cơ thể cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng năng lượng bên trong huyết trì này quá quái dị, đến tôi cũng không dám chạm vào. Một tiếng đồng hồ, đủ để khiến cậu ta bị ăn mòn đến cả cho của xương cốt cũng không còn. Thật sự có chút đáng tiếc, nếu như Đường Tuấn có thể bất tử, dĩ nhiên tương lai có thể nổi tiếng trong giới võ đạo, thậm chí có cơ hội trở thành một trong những người cường đại nhất hiện nay. Tiếc cho một vị thiên tài võ đạo, cứ như vậy mà chết đi. Trần Thiên Dương thở dài nói. Chương 662, tất cả đều là gà vườn chó xóm. Ô mấy lão già, nhìn bộ dáng của các người là đang muốn liều mạng với tao hả? Giọng nói đằng Vũ Vân vang vọng khắp trong hang động, nếu như vậy thì tất cả cùng nhau lên đi. Vừa lúc huyết quả chắc là đã chín rồi, sẵn dịp tao dùng máu tươi của đám các người hái quả. Ông ta kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt như người bề trên, hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt. Huyền Long tử vừa rồi lão già họ hư kia nói mày lĩnh ngộ thủy hỏa ý cảnh là một đối thủ lớn còn triệu tuấn phong kiếm trong tay áo của mày tao đã sớm muốn thử một chút sẵn dịp này tụi bay cùng tao đánh một trận đi tao sẽ cho đám chúng bay nhìn xem cái gì gọi là tranh lệch cho chúng mày thua một cách khâm phục khẩu phục đằng vũ vân khinh thường mà nói nhóm người huyền long tử đứng dậy ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía hư cửu huyền đừng nhiều lời vô ích đánh đi vừa dứt lời Huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong dẫn đầu, năm vị tông sư đồng thời phát ra khí thế kinh thiên, thân hình chợt lóe, nhóm người đã xuất hiện trước mặt Đằng Vũ Vân. Hai cánh tay Huyền Long Tử vừa di chuyển, một con cá em mờ dương lớn tựa như cái cối xay, hoàn toàn làm từ thủy hỏa ý cảnh, giống như cái cối xay đánh từ trên cao xuống. Trong tay Triệu Tuấn Phong cầm một thanh đoản kiếm tàng đông, cuộn ống tay áo lại, kiếm khí sắc bén chém đứt không khí bay đến. Sấm sét, Mục Phương khẽ quát một tiếng, Tài đánh ra chiêu thứ nhất, bên trong hang động trống rỗng bỗng xuất hiện một tia sấm sét mục tiêu không phải là đằng Vũ Vân, mà lại hướng về phía đằng Thiên. Lúc này Mục Phương sử dụng đạo Pháp nổi tiếng trong giới võ đạo, tuy rằng lôi Pháp không hoành tráng giống như những thiên sư đạo ở núi Yên Tử, nhưng cũng là đạo Pháp mạnh mẽ nhất thế giới. Một đòn tấn công này, nếu đánh chúng đằng Thiên, tuyệt đối sẽ đánh cho anh ta hồn phi phách tán. Cô Bách Đường và Trần Thiên Dương liếc nhìn nhau, cùng nhau bay lên phía trước, mục tiêu nhắm thẳng về phía đằng thiên. Muốn chiến thắng được đằng Vũ Vân, bọn họ hầu như không có khả năng thắng. Nhưng nếu như bắt giữ được đằng thiên, sẽ có thể uy hiếp đằng Vũ Vân, tranh thủ tìm được một con đường sống. Kế hoạch tấn công của bọn họ đã được bàn bạc trước với nhau rõ ràng. Chỉ cần kiếm trong tay áo của Triệu Tuấn Phong và cá em mờ dương thủy hỏa của huyền Long Tử có thể giữ chân đằng Vũ Vân một lát, bọn họ sẽ thành công bắt được đằng thiên. Tất cả đều là gà vườn chó xóm, Đằng Vũ Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra một đòn, một luồng nguyên khí xuất hiện trên bàn tay trống rỗng, lập tức đánh hai vị đại tông sư cố bách đường và Trần Thiên Dương văng ra sau. Diệt, ông ta hừ lạnh một tiếng, tia sấm sét kia cách đỉnh đầu đằng thiên khoảng một cm đã biến mất hoàn toàn. Mục Phương đã bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn sụi lơ nằm trên mặt đất. chương 663, lấy huyết quả ra. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ hoàn toàn bị đông cứng lại, trong mắt chỉ còn lại sự chấn động và sợ hãi. Đằng Vũ Vân khoanh tay đứng đó, cũng không làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng cá em mờ dương thủy hỏa và kiếm khí lại từ từ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Tự thân thiên địa, mày đã tu thành thần hải. Quyền Long tử quái dị hét lên, trong giọng nói tràn ngập sự không tin tưởng. Không tệ, Đằng Vũ Vân buồn cười mà nhìn bọn họ, nói tao đã tạo nên một thế giới bên trong cơ thể, tiến vào thần hải. Bây giờ cả đám các người đã biết tất cả mọi nỗ lực từ nãy đến giờ nực cười như thế nào rồi chưa? Khi võ giả thăng chức thần hải, bên trong đan điền sẽ tạo nên một thế giới của riêng người đó, có thể kiểm soát mọi nguyên khí trong một phạm vi nhất định xung quanh cơ thể. Bên trong phạm vi này, cao thủ cảnh giới thần hải có thể xem là không có đối thủ. Mặc kệ cá em mờ dương thủy hỏa hay là kiếm khí, đều được tạo thành từ nguyên khí, vậy nên không có khả năng gây thương tổn đến đằng Vũ Vân trong phạm vi tự thân thiên địa của ông ta. Có thể nói, Tông Sư gặp phải cao thủ cảnh giới thần hải, hầu như kết cục đều sẽ thất bại, dù có nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. Đằng Vũ Vân nhẹ nhàng phất tay, Huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong đồng thời bị thổi bay ngược ra ngoài. Tuy rằng không bị thương quá nặng, nhưng hai người đã không còn ý chí chiến đấu. Đánh nhau với một người sở hữu tự thân thiên địa như đằng Vũ Vân, bọn họ có cố gắng nhiều hơn nữa đều sẽ phí công. Vẻ mặt Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường xám như cho tàn, tựa như đã chấp nhận số mệnh. Thử nghĩ một chút, những đòn tấn công mà bạn đánh ra không hề có chút hiệu quả với đối thủ, mà đối phương chỉ cần tiện tay một cái là có thể khiến bạn trọng thương. Như vậy thì còn đánh như thế nào được nữa? Hư cử huyền đứng một bên trong mắt đầy sự may mắn, may mắn vì bản thân mình đã làm đúng rồi, nếu không thì hiện tại người nằm trên mặt đất chính là ông ta ha ha một đám con sâu cái kiến đằng vũ vân khinh thường nói ông ta vung thẳng tay lên nhóm người cố bách đường lại phun ra một ngụm máu tươi những vũng máu mới vừa phun ra lại được đằng vũ vân tập hợp thành một hàng chỉ thấy hai tay đằng vũ vân khẽ động động tác trên tay giống như ảo ảnh theo từng động tác của ông ta hàng máu tươi kia biến thành một sợi dây máu chui vào bên trong huyết trì lấy huyết quả ra một lát sau đằng vũ vân khẽ hô một tiếng giơ tay lên sợi dây máu kia nhanh chóng thu lại đồng thời còn có một bóng đen văng ra ngoài trên mặt đằng vũ vân lộ vẻ vui mừng vươn thẳng tay ra chụp lấy cái bóng đen đó cuối cùng huyết quả cũng đến tay tao đằng vũ vân hưng phấn nói đằng thiên chạy nhanh đến trên mặt cũng có sự hưng phấn tương tự cha con còn chưa thấy được huyết quả ra sao hình dạng như thế nào đâu có thật sự thần kỳ giống như những gì được ghi lại bên trong sách cổ không đang Thiên gấp không chờ được nói. Chương 664, hương vị không tệ. Đang Vũ Vân cũng nghi ngờ giống như vậy, chẳng lẽ cái khối cứng cứng này chính là huyết quả? Ngại quá, huyết quả bị tôi ăn mất rồi, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Thứ ông cầm trong tay thật sự là một cục đá đó. Trong lúc cha con nhà họ Đang đang nghi ngờ món đồ trong tay có phải là huyết quả hay không, thì bỗng nhiên có một giọng nói từ bên trong huyết trì truyền ra ngoài. Sau khi nói xong còn chép chép miệng tựa như trong miệng còn sót lại chút hương vị nào đó. Hương vị không tệ. Lời nói này vừa vang lên, sắc mặt Đằng Vũ Vân và Đằng Thiên lập tức trở nên khó coi. Đằng Vũ Vân giơ tay ném cục đá mà ông ta tưởng nhầm là huyết quả vào giữ huyết trì, một tiếng vang lớn, tảng đá nổ thành một đám xương máu. Ai đó, đi ra đây ngay cho tao." Đằng Vũ Vân quát lớn một tiếng, cả huyết trì bắt đầu dao động, những cơn sóng màu máu cuồn cuộn không ngừng cho thấy cảm xúc của đằng vũ vân lúc này đã giận dữ lên đến đỉnh điểm ông ta vì con trai mà vất vả biết bao nhiêu để tạo ra huyết quả vậy mà lại bị người khác ăn mất hơn nữa đối phương lại thản nhiên khiêu khích trắng trợn bản thân ông ta chuyện này làm sao ông ta có thể nhẫn nhịn được giọng nói này nghe có chút quen tai hình như là giọng của đường tuấn thì phải huyền long tử nhíu nhíu mày lẩm bẩm không thể nào đâu đường tuấn rơi xuống huyết chỉ lâu như vậy sớm đã chết rồi Nói không chừng là vì cao thủ cảnh giới thần hải nào đó, ngay từ lúc đầu đã trốn bên trong huyết trì. Giọng nói của người đó chỉ hơi giống với Đường Tuấn mà thôi. Trên mặt Trần Thiên Dương đầy vẻ không tin. Những người còn lại cũng yên lặng gật đầu, dĩ nhiên bọn họ cũng nghiêng về suy nghĩ của Trần Thiên Dương hơn. Huyết trì giống như nước bị đun sôi, bắt đầu trở nên hung bạo. Một bóng dáng thoạt nhìn có chút gầy yếu dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người, xương máu từ từ tan đi. Bóng hình dần trở nên rõ ràng hơn. Đường Tuấn, thật sự là Đường Tuấn, vậy mà cậu ta không có chết. Mục Phương nhìn thấy dáng hình kia, lẩm bẩm như một tên ngốc. Đám người Trần Thiên Dương, Cố Bách Đường và Triệu Tuấn Phong kinh ngạc há hốc mồm, nói không nên lời. Lúc trước bọn họ chắc chắn rằng Đường Tuấn đã chết đến không thể chết được nữa. Vậy mà hiện tại Đường Tuấn vẫn còn sống sờ sờ mà xuất hiện trước mặt bọn họ, thật sự phá nát trí tưởng tượng của bọn họ còn hư cửu huyền thì sợ tới mức toàn thân đều run rẩy cả lên không có dáng vẻ nào của một tông sư cả là mày, đằng vũ vân thấy rõ là đường tuấn nghiến răng nghiến lợi nói chỉ thấy hai chân đường tuấn đứng ở phía trên huyết trì mặc cho huyết trì cứ cuồn cuộn không ngừng cũng không thể ảnh hưởng một chút nào đến anh toàn bộ quần áo trên người của anh hầu như đều bị xé rách chỉ còn lại vài mảnh vải miễn cưỡng còn treo trên người của anh che lại bộ phận quan trọng nhất của cơ thể Cơ thể của anh như một mảnh ngọc, dường như đang phát sáng dưới ánh lửa của những ngọn đuốc xung quanh. Tỷ lệ cơ thể hoàng kim cùng với những đường cong hoàn mỹ nhất được hiện lên, nếu như bây giờ người mẫu hàng đầu thế giới đứng trước mặt anh cũng sẽ tự cảm thấy xấu hổ. Mặc dù vẫn là gương mặt cũ, nhưng lại trắng hơn rất nhiều, hơn nữa lại mang đến cho người nhìn cảm giác vô cùng dễ nhìn. Hả? chương 665, vậy thì phải xem ông có làm được chuyện này hay không? Đường Tuấn vỗ vỗ bụng của mình, nói ở trong bụng tôi nè đường tuấn mày dám ăn huyết quả của tao hai mắt đằng thiên đỏ ngầu điên cuồng hét lớn huyết quả chính là hy vọng của ông ta để quay lại võ đạo vậy mà đường tuấn lại ăn mất đây chính là đoạt lấy võ đạo của ông ta mối thù không đội trời chung mày thật sự đã ăn huyết quả ánh mắt đằng vũ vân trở nên u ám khó đoán bên trong huyết quả gần như chứa đựng một nửa năng lượng của huyết trì bất kể là võ giả cảnh giới chân khí nào ăn vào dưới tình huống không có người hộ pháp là cao thủ cảnh giới thần hải, đang sống sờ sờ đều sẽ bị nổ tung. Nếu không phải ông ta đã thăng cấp thần hải, cũng không dám có ý định cho đằng thiên sử dụng huyết quả. Đương nhiên, đường Tuấn nhếch miệng cười. Ha ha, vậy thì vừa kịp lúc, nếu mày đã ăn huyết quả rồi, tao sẽ bắt mày lại, tranh thủ lúc hiệu lực của thuốc chưa tan hết, luyện mày thành đan dược. Như vậy thì hiệu quả còn tốt hơn khi chỉ dùng huyết quả. Đằng Vũ Vân lành lạnh nói vậy thì phải xem ông có làm được chuyện này hay không. Đường Tuấn thản nhiên cười. Thằng nhãi kiêu ngạo, nhìn cho rõ tao làm như thế nào đánh chết mày. Đằng Vũ Vân quát lớn một câu, theo hành động của hai tay ông ta, máu tươi bên trong huyết chỉ đột nhiên biến thành hai bàn tay máu, đánh về phía đường Tuấn. Ông ta sử dụng lại trò cũ, muốn một đòn làm cho đường Tuấn bị thương nặng. Sau khi đằng Vũ Vân thăng chức thần hải, năng lực của hai bàn tay máu này còn mạnh hơn lúc trước vài phần. Đường Tuấn chỉ lắc lắc đầu, không làm cái gì cả, mặc cho hai bàn tay máu kia chụp trên người của mình. Có phải tên nhóc đó ở trong huyết chỉ bị choáng váng, cho nên không kịp trốn cũng không kịp né không? Trần Thiên Dương nói thầm. Quyền Long Tử và Mục Phương nhìn chằm chằm về phía đó, Đường Tuấn ở trong ấn tượng của bọn họ, anh không phải là một người chịu ở đó mà chờ chết. Rầm, dầm. Khi hai bàn tay máu chạm đến, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm vang lên nhóm người huyền long tử đồng thời biến sắc chỉ năng lực của một chiêu này đã vượt qua một đòn tấn công toàn lực của một cao thủ cảnh giới chân khí nếu đổi lại là bọn họ cũng không dám đỡ khóe miệng đằng vũ vân cũng hiện ra một ý cười nhãi con vậy mà dám khiêu khích tao đúng là không biết tự lượng sức mình xem ra phải chờ đến khi những chuyện này được giải quyết xong tập trung những người còn lại của dân tộc mèo hỗ trợ tao luyện đan hai bàn tay máu biến mất một bóng dáng hiên ngang đứng đó Đường Tuấn vẫn như cũ đứng tại chỗ giống như lúc trước, trên người không có bất kỳ một vết thương nào cả. Dường như bàn tay máu kia chỉ như gió thoảng qua người anh mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 666, nắm tay phá vỡ âm thanh. Không ổn, Đăng Vũ Vân chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, một nắm đấm xinh đẹp đã di chuyển đến trước ngực của ông ta. Nắm tay da trắng như tuyết, cũng không thô ráp giống như mọi võ giả khác, ngược lại giống da thịt non mềm của trẻ con vô cùng mịn màng nhưng đằng vũ vân lại cảm thấy một đấm này là một chiêu mạnh nhất kể từ lúc ông ta chào đời đến nay thậm chí có thể khiến cho ông ta chết hai tay của ông ta đỡ trước ngực muốn ngăn cản một quyền này nhưng đôi tay của ông ta vừa mới tiếp xúc với nắm đấm của đường tuấn kêu rắc một tiếng lập tức bị đánh gãy nắm tay đường tuấn lại tiến tới dầm một tiếng đánh trực diện vào lồng ngực của đằng vũ vân lúc này bên trong hang động yên tĩnh vang lên một trận nổ lớn. Nắm tay phá vỡ âm thanh, huyền long tử la lớn. Vừa rồi vận tốc của cú đấm kia của đường tuấn vậy mà còn nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh. Không, cả người đằng vũ vân giống như một quả bóng cao su bị nổ văng ra ngoài, trong ánh mắt đầy sự không cam lòng. Dầm, thân hình đằng vũ vân đập vào vách động, tạo nên một cái hố hình người trên vách động. Kinh mạch toàn thân của ông ta đứt ra từng khúc, máu tươi chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ cả cơ thể của ông ta. Ông ta khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía đường Tuấn, khàn giọng nói, làm sao mà mày có thể mạnh đến như vậy? Một quyền của đường Tuấn đấm thẳng vào ngực, không chỉ đánh nát trái tim của ông ta, mà còn phá nát tất cả cốt cách, kinh mạch bên trong cơ thể ông ta, hoàn toàn chặt đứt con đường sống. Ha ha, người chết thì không cần thiết phải biết, ông cứ yên tâm đi trước, đằng thiên cũng rất nhanh sẽ đi theo sau với ông thân hình đường tuấn lúc này lại xuất hiện tại vị trí của đằng vũ vân đến một tàn ảnh cũng không hề có tốc độ của anh gần như đã đạt đến thuấn di đằng vũ vân oán độc liếc nhìn đường tuấn một lần cuối cùng sau đó đầu nghiêng qua một bên đã chết đường tuấn vung vung cánh tay giảm bớt ảnh hưởng của một đấm kia mang lại tuy rằng anh đã tu thành đạo thể nhưng cái loại kỹ năng vượt qua vận tốc âm thanh này đối với anh vẫn là một gánh nặng rất lớn bây giờ nên đến lượt chúng ta rồi Đường Tuấn thả tay xuống, nhìn về phía đằng thiên và hư cửu huyền đang khiếp sợ, nhếch miệng cười, sát khí rào rạt. Không gian vô cùng tĩnh mịch. Từ lúc đường Tuấn lên sân khấu, đến khi anh một đấm đánh chết đằng Vũ Vân, cũng không kéo dài đến một phút. Nhưng những gì thay đổi trong khoảng thời gian đó có thể hình dung là vô cùng hỗn loạn. Ai mà có thể nghĩ đến đằng Vũ Vân đã mở ra một thế giới bên trong cơ thể, được xem như là cao thủ cảnh giới thần hải, vậy mà một đòn tấn công của đường Tuấn cũng không thể cản lại được thình thịch. Hai chân hư cửu huyền run lên, quỳ sụp xuống đất, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, mở miệng cầu xin, ngài đường, tôi sai rồi. Mong ngài tha cho tôi một mạng, từ nay về sau hư cửu huyền tôi sẽ xem ngài như thiên lôi, sai đâu đánh đó, làm tên nô lệ trung thành nhất của ngài. chương 667, mượn kiếm dùng một chút. Trong lúc nói chuyện, sâu trong đáy mắt của hư cửu huyền lóe lên một tiêu oán hận. Dù sao đường Tuấn cũng còn trẻ, có một tông sư quỳ xuống đưa tiền cho cậu ta, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy lâng lâng. Chờ đến khi cậu buông lỏng, mình sẽ âm thầm rời khỏi dân tộc nghèo, đến lúc đó mặc kệ những lời thề vì đường Tuấn làm nô lệ gì gì đó. Ông ta đường đường là đại tông sư cảnh giới chân khí, cao thủ đứng thứ hai của nhà họ hư, sao có thể làm nô lệ cho kẻ khác. Những lời này chỉ là một thủ đoạn không hơn không kém mà thôi. Ngay khi ông ta cho rằng mưu kế của mình đã thành công, Đường Tuấn lại một lần nữa mở miệng nói thêm, nhưng tiếc rằng tôi không muốn bỏ qua cho ông. Lời nói vừa dứt, bàn tay đường Tuấn nắm lấy đầu của hư cửu huyền, nhẹ nhàng bóp lại, lập tức bóp nát. Trong nháy mắt vài thứ sen lẫn đỏ và trắng văng khắp nơi, đường Tuấn sử dụng sức mạnh của mình để loại bỏ nó, những cái thứ dơ bẩn đó tất nhiên không thể dính vào người anh được. Nhưng đằng thiên lại là người thường, bị máu não bắn lên đầy cả người và mặt. Lúc này đằng thiên mới khôi phục lại tinh thần, trong cơn giận dữ, chỉ vào Đường Tuấn mà mắng, "Vậy mà mày dám giết cha tao? Mày muốn đối nghịch với toàn bộ dân tộc mèo của tao sao?" Ồn ào quá, Đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn, lật tay tát một cái. Tuy chỉ dùng một chút sức mạnh, nhưng vẫn không phải tác động mà Đằng Thiên có thể chịu được. Má một bên mặt của Đằng Thiên đã bị đánh lệch vào trong, răng hàm rơi đầy đất. Nói thêm câu nữa, tôi sẽ giết chết anh." Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Đằng Thiên giật mình một cái, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này anh ta mới biết được đường Tuấn đang đứng trước mắt này chính là một tên giả nhân giả nghĩa, là kẻ tàn nhẫn một đấm đánh chết cha của anh ta, một đòn bóp nát hư cửu huyền. Cái gì gọi là giết người quyết đoán, chính là đây. Sau khi thông suốt mọi chuyện, Đăng Thiên cũng không dám nhiều lời một câu. Dù bất cứ lúc nào, có thể sống sót cũng tốt hơn phải chết. Lúc này đường Tuấn mới phủi phủi tay, nhìn về phía đám người mục phương, khẽ nhíu mày hỏi, mọi người không gặp phải vấn đề gì, đúng không? Năm người huyền long tử, triệu tuấn phong lập tức đứng lên, cùng nhau lắc đầu như chống bỏi. Ánh mắt nhìn về phía đường tuấn vô cùng phức tạp, có kính nể, cũng có hoảng sợ. Mà chân của hai người Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường có chút mềm nhũn, đầu cúi thấp đến sát khe nước dưới mặt đất. Trước khi đi đến dân tộc người mèo, bọn họ cũng đã từng rất nhiều lần chửi mắng Đường Tuấn, thậm chí còn muốn hợp tác với nhau để giết chết anh nếu như đường tuấn vẫn còn ghi thù sợ rằng bọn họ cũng không còn cơ hội rời khỏi cái hang động này một người mạnh như đằng vũ vân cũng không phải là đối thủ của anh ở nơi này còn có ai có thể ngăn cản anh được chứ nếu như triệu tuấn phong cùng hợp tác với huyền long tử sợ rằng họ cũng không phải là đối thủ của anh trong lòng mục phương một trận chua sót lúc đầu khi anh ta quen biết đường tuấn thực lực hai người ngang ngang nhau nhưng hiện tại anh vẫn còn cần trưởng bối quan tâm mà Đường Tuấn lại trở nên mạnh hơn cả trưởng bối sư môn bọn họ rồi. Loại tranh lệch này khiến cho người được xưng là người có hy vọng nhất để tiến vào cảnh giới thần hải, học trò thiên tài của cổ hồng lĩnh hầu như không còn một chút tự tin nào cả. Ở trước mặt Đường Tuấn, cái danh thiên tài này của anh thật giống như một trò đùa. chương 668, cậu ta và Phạm Nam Thiên, thì ai mạnh hơn? Đường Tuấn dơ cao kiếm, xung quanh thân thanh kiếm tàng đông tập trung một luồng kiếm khí màu trắng, hóa thành một tia năng lượng cực mạnh bắn về hướng khối đá phía trên. Rắc, khối đá bị kiếm khí cắt đôi thành hai miếng, ánh mặt trời chói trang từ bên ngoài hang động chiếu vào trong. Kiếm tốt, đường Tuấn nhìn thanh kiếm tàng đông trong tay, lên tiếng tán thưởng. Nhưng mà anh cũng không có ý định chiếm nó làm của riêng, nhẹ nhàng ném trả lại cho Triệu Tuấn Phong. Triệu Tuấn Phong cầm lấy tàng đông, vẻ mặt phức tạp. Ông là tông sư nằm trong hạng năm chính là nhờ vào bí thuật kiếm khí trong tay áo, ông tự nhận mình là tông sư có khả năng kiếm thuật đứng đầu nhưng một luồng kiếm khí vừa rồi đường tuấn chỉ tùy tay đánh ra lại mạnh hơn gấp vài phần so với ông theo từng tia sáng mặt trời chiếu vào huyết chỉ bắt đầu xuất hiện từng mảng sương mù màu máu sương mù dưới ánh nắng mặt trời dần dần biến mất sương máu không ngừng tan biến màu sắc bên trong huyết chỉ cũng từ từ trong trở lại cuối cùng trở thành một cái hồ trong đến mức có thể thấy đáy hai đường tuấn khe khẽ thở dài vẻ mặt có chút đau thương. Anh nhìn qua những bộ xương cốt khô khốc nằm xung quanh huyết trì, lẩm bẩm nói, tuy không phải là ý định của tôi, nhưng dù sao cũng nhờ mọi người giúp tôi luyện thành đạo thể. Tôi sẽ an táng thật tốt cho mọi người. Nếu như không nhờ có huyết quả, anh có thể thăng chức thần hải cũng không chắc chắn có thể luyện thành đạo thể. Tôi đi ra bên ngoài trước, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút. Muốn rời đi hay ở lại thì tùy mọi người quyết định." Đường Tuấn nhàn nhạt nói với nhóm người Huyền Long Tử. Tay anh làm một động tác, đằng thiên lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đi theo bên cạnh anh. Sau đó đường Tuấn dẫm một bước lên không chung, sách theo đằng thiên bay ra ngoài hang động. Chờ đến khi bóng dáng đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không khí trong hang động mới thả lỏng một chút. Lúc nãy khi đường Tuấn ở đây, thật sự cho bọn họ một áp lực vô cùng lớn, giống như có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. 2. Trần Thiên Dương như chút được một gánh nặng, Thở ra một hơi, giọng run rẩy nói, "Cậu ta thăng lên cấp thần hải rồi đúng không?" Những người khác lập tức nhìn về phía Huyền Long tử, trong những người ở đây ông chính là người có cảnh giới cao nhất. Huyền Long tử trầm tư một lát, lắc lắc đầu, nói "Cậu ta vẫn không phải." Nhưng cũng không đúng, cậu ta cách thần hải cũng không còn xa đâu. Có thể sử dụng một chiêu nắm đấm phá vỡ âm thanh, chỉ cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể làm được. Huyền Long tử đã nói như vậy, tất nhiên mọi người ở đây cũng không có ai nghi ngờ cậu ta và phạm nam thiên thì ai mạnh hơn cô bách đường đột nhiên hỏi phạm nam thiên được giới võ đạo cả nước việt nam công nhận là đệ nhất tông sư được xưng là vượt qua khỏi giới hạn của thần hải nếu lúc trước có người đem đường tuấn so sánh với phạm nam thiên chỉ sợ rằng sẽ bị mọi người cười chết nhưng mà hiện tại đường tuấn thể hiện rõ sức mạnh của bản thân gần như trở thành một tông sư vô địch chắc là phạm nam thiên Triệu Tuấn Phong vuốt ve kiếm tàng đông, nói: "Mấy năm trước, tôi đã từng chứng kiến Phạm Nam Thiên ra tay, khả năng dùng kiếm của anh ta đã xuất thần nhập hóa, kể cả đại tông sư cảnh giới chân khí cũng không ngăn cản được một kiếm của anh ta. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, có khả năng anh ta đã thăng lên cấp thần hải rồi." Vừa rồi một đòn tấn công kia của Đường Tuấn tuy rất mạnh, nhưng thành công là do bên trong có sự mưu lợi. Chương 669 Đằng Vũ Vân đã chết rồi. Thiếu Vũ chủ Vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì vậy Tại sao lại cảm thấy giống như động đất A, à, là cậu, cậu lại có thể không chết Tiếng động đánh nhau của Đường Tuấn và Đằng Vũ Vân thật sự là quá lớn Cho dù hang động có đóng kín lại Đã ngăn cách phần lớn âm thanh Nhưng vẫn thu hút sự chú ý của gần 10 vị cao thủ tông sư đóng giữ ở tổ địa của dân tộc Mèo Một số những cao thủ tông sư này trước kia thuộc về dòng chính nhà họ Hoa Sau này phục tùng nhà họ Đằng Một số hàng ngũ như Trương Thạch Thuộc về dòng chính của nhà họ Đằng được đào tạo từ nhỏ, sau khi Đằng Vũ Vân trở thành người đứng đầu của dân tộc mèo, bọn họ đã ở lại tổ địa để tu luyện. Khi bọn họ đi ra bên ngoài hang động, nhìn thấy tảng đá lớn đóng kín hang động, sợ quấy rối Đằng Vũ Vân nên không dám tự tiện, chỉ có thể canh giữ ở ngoài động. Nhưng một lúc sau, một luồng kiếm khí kinh động chém nát tảng đá, bóng dáng của Đường Tuấn cùng với Đằng Thiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Thạch nhìn thấy Đằng Thiên xuất hiện, vốn dĩ là vui mừng nhưng khi nhìn thấy đường tuấn bên cạnh, ngay lập tức bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ vô chủ và thiếu vô chủ bỗng nhiên thay đổi tâm tình, trở nên tốt bụng, có thể tha cho cậu nhóc này một con đường sống. Đăng thiên có nỗi đau cũng tự biết, mặc dù đường tuấn không sử dụng bất kỳ mánh khóe không chế nào đối với anh ta, nhưng khi hai người gần trong gang tắc, đường tuấn chỉ cần vươn nhẹ tay ra là có thể dễ dàng bóp chết anh, giống hệt với bóp chết con sâu cái kiến. Đối diện với nghi hoặc của Trương Thạch, anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đường Tuấn liếc qua Trương Thạch một cái, thản nhiên nói: Anh ta đã không còn phải là thiếu vũ chủ nữa. Đằng Vũ Vân đã chết rồi. Cái gì? Không thể nào. Lần này không chỉ Trương Thạch, ngay cả các cao thủ tông sư khác cũng đều kêu lên sợ hãi. Trước khi huyết trì được xây dựng, tu vi võ đạo của Đằng Vũ Vân đã có một không hai ở dân tộc mèo, gần như được xưng tụng là người đứng đầu dân tộc mèo. Sau khi xây dựng xong huyết trì, thực lực của Đằng Vũ Vân ngày một mạnh mẽ hơn. Từng có một tên thuộc hạ của nhà họ Hoa trách mắng ông ta là người tàn bạo không có nhân tính, kết quả bị Đằng Vũ Vân một chiêu đánh chết, vứt vào huyết trì. Từ đó về sau, không còn người nào dám nói này nói kia cha con nhà họ Đằng nữa, cho dù đối diện với tên vô dụng đằng thiên này thì bọn họ cũng đều tỏ ra rất cung kính. Nhưng bây giờ Đường Tuấn lại nói Đằng Vũ Vân đã chết rồi, chuyện này thực sự làm cho bọn họ không thể nào tin được. Cậu nhóc, có những lời không thể nói lung tung được. Phó đạo của vô chủ là có một không hai, cho dù mấy người các ngươi có liên thủ với nhau, cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Cậu dám nói lung tung, cẩn thận tôi ném cậu làm mồi cho cổ trùng. Trương Thạch nhìn chằm chằm đường Tuấn, giọng điệu u ám mà nói. Không sai, lại có thể ở trước mặt thiếu vô chủ nói lung tung như vậy, thật sự là không biết sống chết. Có người cười lạnh, phụ họa nói. Thiếu vô chủ, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ bắt giữ cậu ta, ném vào vạn trùng động. Thiếu vô chủ, người nói đi, muốn cậu nhóc này chết như thế nào? Đăng thiên nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Nếu là trước đó, anh ta nhìn thấy đám người này trung thành như thế, chắc chắn sẽ không keo kiệt mà tán thưởng đôi câu. Nhưng bây giờ cha của anh đã bị đường tuấn trước mắt đánh chết, anh làm sao dám nói lung tung. chương 670, đến hay lắm. Đăng thiên bi thảm cười một tiếng, chậm rãi nói cha của tôi đã chết rồi anh ta nhìn đường tuấn một chút nói bị một quyền của anh ta đấm chết cái gì lời nói vừa dứt đám người giật mình đầu tiên vẫn có chút không thể tin được nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám kia của đằng thiên lập tức biết đó là sự thật dù sao cũng sẽ không có đứa con nào lại nguyền rủa cha mình bị đánh chết tiếp theo một trận hả hê dâng lên trong lòng bọn họ đăng vũ vân vừa chết đằng thiên lại là một tên phế vật đây chẳng phải là nói chỉ cần bọn họ khống chế được Đằng Thiên thì có thể nắm dân tộc mèo trong tay. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của bọn họ lập tức nóng lên. Toàn bộ tâm trí đám người bị nhét đầy bởi quyền thế và của cải sau khi nắm trong tay dân tộc mèo, không để ý đến câu nói cuối cùng của Đằng Thiên. Phó đạo của vũ trụ 102, không ngờ lại bị kẻ gian làm hại. Có điều thiếu vũ trụ người yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho vũ trụ. Ánh mắt Trương Thạch cuồn cuộn Nghĩ đến chuyện có thể nắm trong tay toàn bộ dân tộc mèo, ông ta gần như không thể kìm nén được hưng phấn trong lòng. "Cậu nhóc, cậu dám mưu hại người đứng đầu dân tộc mèo thì phải trả giá đắt. Bây giờ hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, chúng ta còn có thể giữ lại toàn thây cho cậu." Trương Thạch chỉ vào Đường Tuấn, bộ dạng cao cao tại thượng. "Quỳ xuống đền tội đi, những người khác cũng quát như vậy." Đường Tuấn lại lắc đầu, nói: "Không ngờ là dân tộc mèo các người lại có mấy tên trưởng lão ngu ngốc như vậy." thật sự là đáng tiếc đúng lúc để tôi thay cho tiểu nam dọn dẹp môn phái một chút thằng nhãi danh ngông cuồng trương thạch nhảy ra ông ta là dòng chính của nhà họ đằng có lai lịch lâu nhất trong mấy vị trưởng lão lúc này tất nhiên phải thể hiện tốt một chút chỉ dựa vào tu vi cảnh giới chân khí hậu kỳ của cậu cũng dám nói những lời như vậy cho dù là phạm nam thiên có ở đây cũng phải cúi đầu đôi môi đằng thiên khô khốc lẩm bẩm nói anh ta không phải cảnh giới chân khí hậu kỳ bình thường lời nói của anh ta còn chưa hết đường tuấn đã ra tay hai chân đường tuấn xê dịch như chim ưng bay lượn như cá chép vượt long môn lập tức tiến đến trước mặt trương thạch đập một trưởng xuống không khí dường như đều bị một trưởng này đè ép đến mức ngưng tụ lại áp lực ép người như núi kêu biển gầm sông về phía trương thạch đến hay lắm trương thạch đưa tay muốn ngăn cản một trưởng này tu vi của ông ta chỉ có cảnh giới chân khí trung kỳ hơi kém một cảnh giới nhỏ so với đường tuấn nhưng tự cho rằng vẫn có thể ngăn cản một chút. Chỉ cần có thể ngăn cản được một trường này, gần 10 vị cao thủ công sư bên canh ông ta sẽ xông lên, xé đường Tuấn thành từng mảnh nhỏ. Trong đầu ông ta thậm chí còn nghĩ ra mấy loại phương pháp bào chế đường Tuấn. Đáng tiếc là Trương Thạch đã đánh giá thấp thực lực của đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền chương 671 tôi giết ông ta, các người có phục không? Một trường vị trưởng lão dân tộc mèo này trước đó còn kêu gào muốn giết chết Đường Tuấn lại chết đến mức không thể chết thêm sau lưng Trương Thạch vốn dĩ mấy vị tông sư trưởng lão đang kích động lại hoàn toàn sừng sốt trong mắt tràn ngập sự run sợ Đường Tuấn phủi tay một trường vừa rồi kia anh cũng không sử dụng thủ đoạn phá em trường nhưng cho dù như vậy dựa vào kỹ thuật thân thể mạnh mẽ của anh đừng nói là Trương Thạch chỉ có cảnh giới chân khí trung kỳ cho dù là đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ cũng không dám đá trọi đá với anh. Nực cười là Trương Thạch còn muốn ngăn cản. Thật sự là không biết sống chết. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy người còn lại nói các người còn muốn đánh nhau không. Đám người bị Đường Tuấn nhìn, da gà toàn thân dựng đứng lên, giống như đối mặt với một vị thần chết. Ở trên người Đường Tuấn, vậy mà bọn họ lại cảm nhận được áp lực không kém gì so với vũ chủ đằng Vũ Vân điều này càng khiến cho bọn họ nghi ngờ không thôi. Chờ một chút, Đằng Thiên vừa mới nói Đằng Vũ Vân bị một quyền của cậu ta đấm chết. Có người chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Đằng Thiên. Trước đó bị lợi ích làm cho mê muội, làm sao bọn họ có thể đi quan tâm lời nói của tên phế vật Đằng Thiên, nhưng bây giờ mấy người bị thủ đoạn đẫm máu mà Đường Tuấn thể hiện ra làm cho kinh sợ, trong nháy mắt đã tỉnh táo đầu óc lại, mới hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Đằng Thiên. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều thấy được từ trong mắt nhau sự e ngại sâu sắc. Một quyền đã đánh chết được đằng Vũ Vân, người trước mắt này chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới thần hải sơ cấp, đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ với bọn họ. Nghĩ tới những điều này, mấy người dối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đường Tuấn. Đằng Vũ Vân giết chết những người vô tội, dự đính hại tôi. Tôi giết ông ta, các người có phục không? Đường Tuấn thản nhiên nói. Phục, đám người đáp. Trương Thạch xúc phạm tới tôi, tôi giết ông ta, các người có phục không? Phục, tiểu nam chưa về, tôi thay cô ấy tạm thời quản lý dân tộc mèo, các người có phục không? Đám người do dự một chút, người bên ngoài quản lý dân tộc mèo, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo lãnh đạm của đường Tuấn, thì trong lòng run lên, vội vàng phun ra một chữ phục. Đằng thiên bên cạnh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhà họ đằng anh lại không có cơ hội chờ mình chương 672, xin viện trợ. Trong điện ngoại trừ 8 vị trưởng lão dân tộc mèo ra, còn có 5 vị cao thủ tông sư như Huyền Long Tử, Mục Phương, Cố Bách Đường và 5 người khác đi cùng với cao thủ tông sư Đường Tuấn, bọn họ cũng đều ngồi ở một bên. Vẻ mặt đằng thiên u ám mà quỳ gối trong điện, vị này một ngày trước vẫn còn là thiếu vô chủ một nhân vật cao quý của dân tộc mèo lúc này lại giống như tội phạm, đối mặt với sự xét xử của mọi người. Ngài Đường, Cha con Đằng Thiên đã tàn hại các con cháu của dân tộc mèo. Mặc dù Đằng Vũ Vân đã chết, nhưng cha con nhà họ Đằng vẫn không nhận được sự trừng phạt đáng phải nhận, theo như gia quy của dân tộc mèo tôi, người phản loạn nên bị quăng vào vạn trùng động làm mồi cho cổ trùng. Một người trong đội ngũ các trưởng lão dân tộc mèo đi tới, mang theo ba phần cung kính, bảy phần sợ hãi mà hỏi. Trưởng lão này tên là Hoa Thanh, dựa vào vai vế mà nói thì là ông chú của Hoa Tiểu Nam tu vi trên người đã đạt đến cảnh giới chân khí hậu kỳ. Ngoại trừ đằng Vũ Vân ra, bên trong tổ địa, tu vi của ông ta thuộc loại uyên thâm nhất. Trước đó ông ta cũng có suy nghĩ sau khi đằng Vũ Vân chết sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu của dân tộc mèo, nhưng với một trưởng kia của Đường Tuấn. Tất cả suy nghĩ của ông ta đều bị quét sạch đi, đối diện với Đường Tuấn lúc này, hoàn toàn không dám nảy sinh ra bất kỳ khác thường nào. Đằng Thiên nghe được ba chữ, Vạn trùng động, cơ thể bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt oán hận bắn về phía hoa thanh. Vạn trùng động là một trong những vùng đất cấm của dân tộc mèo, ở bên trong nuôi nấng các loài cổ trùng và độc trùng của dân tộc mèo. Nếu như người nào đó phạm phải những tội không thể nào tha thứ ở dân tộc mèo thì người đó đều sẽ bị ném vào vạn trùng động, bị vạn trùng cắn xé. Khi anh còn là thiếu vô chủ, đã ném không ít người vào đó, thưởng thức bộ dạng đau khổ này của người khác, nhìn người đó chết đi từng chút một nhưng bây giờ lại đổi lại thành anh ta bị ném vào vạn trùng động nhưng mà anh ta đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ này thật sự là sống không bằng chết nhưng tuy nhiên hiện tại huyệt đạo toàn người anh ta đã bị khóa chặt được ban cho việc tự sát cũng không thể nói được lời nào đường tuấn lại khoát tay áo nói chuyện này tạm thời để đó trước chờ tiểu nam trở về rồi hãy nói vậy xin hỏi ngài đường khi nào cô hoa mới có thể trở về hoa thanh không nhịn được hỏi dân tộc mèo cuối cùng vẫn là của con cháu dân tộc mèo, để một người bên ngoài đến quản lý, nếu nói ra thì thật sự là vô cùng nhụ nhã. Cho dù thực lực của Đường Tuấn có mạnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cự tuyệt như vậy. Đường Tuấn nói, cô ấy lên đường đi tìm các dòng khác của dân tộc mèo để xin viện trợ, nếu nhanh thì hai ngày, còn chậm thì cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Xin viện trợ, hoa thanh nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy, Đường Tuấn nhạy bén nắm chắc được Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh do dự một lát rồi nói, có chuyện này có thể là ngài đường còn không biết, mặc dù vừa rồi Trương Thạch Mạo phạm cậu là lệ thuộc vào nhà họ Đăng, nhưng nếu thật sự mà tính ra, thì anh ta nên được tính là người ở trong mạch chính nhà họ Trương của dân tộc mèo. Mạch chính nhà họ Trương, đường Tuấn có chút không hiểu. Anh biết được từ trong miệng của bà Độc và Hoa Tiểu Nam là dân tộc mèo chia làm chín mạch, nhưng cụ thể mấy mạch kia như thế nào lại không biết rõ, chương 673, chúng ta rời đi trước. Nhà họ Trương ở trong dân tộc mèo ngoại trừ nhà họ Hoa và nhà họ Đằng ra là mạch chính hùng mạnh nhất. Bàn về thực lực toàn diện thì cũng không kém nhà họ Đằng và nhà họ Hoa, chỉ là sau khi người kia nhà họ Trương ẩn nấp và biến mất thì mới dần dần yên tĩnh lại. Người kia là chủ nhân mạch chính đời trước của nhà họ Trương tên là Trương Tuyệt Minh, tính ra còn là cha của Trương Thạch, chỉ là vì hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau bởi vậy nên khi Trương Thạch tuổi còn trẻ đã đi nương nhờ vào mạch chính nhà họ Đăng, trở thành trưởng lão nhà họ Đăng. Hoa Thanh chậm một lát, bên trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng rè, Trương Tuyệt Minh năm đó từng tranh đoạt vị trí đứng đầu dân tộc mèo cùng với ông nội Tiểu Nam, đáng tiếc là thua một chiêu. 30 năm trước, Trương Tuyệt Minh là cao thủ hàng đầu cảnh giới chân khí hậu kỳ, hiện tại đã nhiều năm như vậy, nếu như ông ta còn sống. Hoa Thanh không hề nói tiếp, 30 năm trước là võ giả cảnh giới chân khí hậu kỳ đứng đầu, nếu còn sống cho tới bây giờ, rất có thể đã bước vào cảnh giới thần hải sơ cấp. Đường Tuấn nhíu mày, hỏi ông nói chuyện này để làm gì? Hoa Thanh đáp lời, Hoa Tiểu Thư đã đi tìm người để xin cứu trợ, vậy thì nhà họ Trương chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ nhà họ Trương, thực lực của mấy mạch khác kém xa hơn rất nhiều so với nhà họ Đăng, hoàn toàn là không dám tranh đấu với nhà họ Đăng. Mà mặc dù nhà họ Trương yên lặng những năm nay, nhưng vẫn không từ bỏ suy nghĩ tranh đoạt vị trí đứng đầu nếu như bọn họ biết được đằng vũ vân đã chết sợ rằng sẽ khống chế không được sắc mặt đường tuấn không có chút thay đổi dường như không nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của hoa thanh thản nhiên nói tôi biết rồi tin tức liên quan đến chuyện đằng vũ vân đã chết trước tiên tạm thời không nên để lộ ra ngoài vâng tám vị trưởng lão của dân tộc mèo cung kính nói chúng ta rời đi trước đường tuấn khoát tay sau khi đi ra khỏi đại điện, tám vị trưởng lão lúc này mới cùng nhau thở ra một hơi, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Theo tuổi tác, bất cứ ai trong bọn họ đều có thể làm ông nội của Đường Tuấn, thế nhưng khi đối mặt với Đường Tuấn, vị trí dường như đã thay đổi cho nhau, thành ra là bọn họ mới là con cháu lắng nghe bậc cha chú dạy dỗ. Hoa trưởng lão, lời ông nói là sự thật sao? Trương Tuyệt Minh còn sống, có vị trưởng lão đột nhiên hỏi. Hoa Thanh nhìn đại điện sau lưng một cái, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ông ta gật đầu, nghiêm túc nói, ừm, mấy năm trước tôi từng nghe người của dòng chính nhà họ Trương trong lúc vô tình đã nói ra. Mà trước đó đằng Vũ Vân cũng đã đi thăm dò nhà họ Trương, dường như đã bị thua thiệt không ít, dựa vào thực lực lúc đó của đằng Vũ Vân, cũng chỉ có Trương Tuyệt Minh mới có thể làm được điều đó. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như vậy, thực lực của Trương Tuyệt Minh e rằng thật sự là có một không hai ở dân tộc mèo. Có người thở dài nói: "Lần này, người họ Đường kia gặp rắc rối rồi, có người mạnh như Trương Tuyệt Minh, tôi xem cậu ta còn có thể kiêu ngạo như thế nào nữa. Rõ ràng chúng ta đều là trưởng lão của dân tộc mèo, lúc này lại phải chịu sự bất lực này, bị một người bên ngoài ra lệnh. Cậu ta giết chết Trương Thạch, nếu Trương Tuyệt Minh biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Tôi thấy chúng ta nên tìm người lén đem tin tức Trương Thạch bị cậu ta đánh chết truyền đến nhà họ Trương." chương 674, có gì mà không dám. Mặc dù đường Tuấn nói mình thay mặt hoa tiểu nam quản lý dân tộc mèo, nhưng bọn họ hoàn toàn không tin, đối diện với thế lực dân tộc mèo lớn như vậy, ai có thể không động lòng. Bọn họ có thể đấu tranh trong nội bộ, nhưng mà tuyệt đối không thể chấp nhận người ngoài quản lý dân tộc mèo. Đường Tuấn, chúng ta nên rời đi trước đi. Trong đại điện, Huyền Long Tử bỗng nhiên nói, nếu đúng như những gì bọn họ nói, chỉ sợ là Trương Tuyệt Minh đã là cao thủ cảnh giới thần hải sơ cấp, ngay cả đằng Vũ Vân cũng không phải đối thủ của ông ta. Sắc mặt những người khác cũng nghiêm trọng mà gật đầu, đối diện với một người võ đạo bá chủ cảnh giới thần hải sơ cấp, bọn họ có kiêu ngạo thì cũng phải cúi đầu. Đường Tuấn nói, mọi người muốn đi thì đi trước đi. Tôi phải chờ Tiểu Nam trở về. Huyền Long Tử sướng sờ, thầm nói, mặc dù thực lực của Đường Tuấn rất mạnh, nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi, tâm tính của Vi quá yếu, vì một người con gái mà ngay cả tính mạng cũng không cần có điều cuối cùng mấy người huyền long tử vẫn quyết định ở lại cũng không phải bởi vì bọn họ trọng nghĩa mà bọn họ tự cho là không có ân oán gì với dân tộc mèo cho dù ở lại trương tuyệt minh cũng sẽ không ra tay với bọn họ đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn xem đường tuấn và trương tuyệt minh cuối cùng là ai mạnh hơn đường tuấn có thể đấu nổi với cao thủ có thực lực cảnh giới thần hải sơ cấp hay không dân tộc mèo được mệnh danh là một cảnh có chín mạch Mấy năm gần đây nhà họ Đằng có vị trí cao, mấy mạch bên cạnh khác bị đánh ép tới mức vô cùng thê thảm, dân tộc mèo nếu không trở thành con rối bị nhà họ Đằng khống chế thì là các trưởng lão cấp cường giả trong tộc chết đi không có lý do. Chỉ có nhà họ Trương vẫn giữ vững phong thái phát triển hưng thịnh như cũ, ngay cả Đằng Vũ Vân cũng không dám khinh thường. Trưởng lão Hoa Thanh đoán không sai, bà độc thật sự là đã mang theo Hoa Tiểu Nam đi tới tộc địa của nhà họ Trương. Bà độc lớn lên ở dân tộc mèo, từ ông nội của Hoa Tiểu Nam đến cha của Hoa Tiểu Nam, sau đó là nhà họ Đằng, trải qua thay đổi quyền lực đời thứ ba, biết rõ nhà họ Trương kinh khủng và hùng mạnh. Bà thật sự hiểu rất rõ. Nếu như bên trong dân tộc mèo có thể tìm ra một mạch đối đầu được với nhà họ Đằng và Đằng Vũ Vân, vậy thì chỉ có lão tổ kia và nhà họ Trương. Khi bà độc mang theo Hoa Tiểu Nam đi vào nhà họ Trương, thì tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Trương là Trương Huy tự mình ra nghênh đón, nghênh tiếp hai người vào bên trong đại điện của tộc nhà họ Trương nhìn thấy vẻ mệt mỏi vất vả, mặt mũi tràn ngập bi thương của bà Độc và Hoa Tiểu Nam, Trương Huy cười nhạt một tiếng nói, không ngờ là bà Độc bà còn dám trở lại dân tộc mèo. Bà Độc cười lạnh nói, có gì mà không dám, tên đằng Vũ Vân kia vi phạm vào gia quy, phạm vào những điều đấy, ông ta mới là người phải trột dạ. Trương Huy khẽ mỉm cười nói, bà Độc, bà và tôi coi như cũng có chút tình cảm, không cần phải nói những lời dối trá như vậy vị trí đứng đầu dân tộc mèo từ trước đến nay đều là người có tài mới chiếm được, nhà họ hoa năm đó có thể ngồi lên vị trí kia, chẳng lẽ lại dám nói không có sử dụng âm mưu đen tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ, đằng Vũ Vân chẳng qua là đi lại con đường cũ của nhà họ hoa thôi. Ông ta khoát khoát tay, tỏ ra mất hứng, nói, nói đi, vì sao bà độc bà lại mạo hiểm đi tới nhà họ trương tôi. Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta liếc qua hoa tiểu nam bên cạnh người bà độc, ánh mắt có chút ngừng lại. Chương 675 thật là buồn cười. Trương Huy nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ, hài hước nói, chỉ dựa vào hai người cũng nghĩ tới chuyện thảo luận liên minh với nhà họ Trương tôi. Bà độc không phải là bà đang nói đùa chứ? Bà già hâm, có phải đầu óc bà bị động kinh rồi hay không? Lúc này, một thanh niên đứng bên cạnh Trương Huy cười nhạo nói, chỉ có hai người các ngươi, một bà lão có thể sống sót qua giai đoạn nội công hậu kỳ, cộng thêm một cô bé tay trói gà không chặt, dựa vào hai câu nói lại giống như để cho nhà họ trương tôi liều sống liều chết thật là buồn cười cha con thấy không bằng trói hai người bọn họ lại đưa đến bên trong tổ địa tránh cho đằng vũ vân trách tội xuống lại vạ lây cho nhà họ trương chúng ta giọng điệu nam thanh niên u ám mà nói ánh mắt anh ta di chuyển trên cơ thể mềm mại của hoa tiểu nam đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng anh ta là trương nhuận phát con trai của trương huy là thiếu tộc trưởng của nhà họ trương thế hệ này tu vi đạt đến nội kình điên phong, chỉ thiếu một cơ duyên nữa là có thể bước vào cảnh giới chân khí. Bà độc nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nói Trương Huy, ông dạy dỗ con trai của ông như thế này sao? Đối diện với thiếu chủ gia chủ, lại có thể bất kính như thế. Trương Huy khoát tay về phía Trương Nhuận Phát, cười nhạt một tiếng nói, bà độc, mặc dù con trai tôi nói lời khó nghe, nhưng cũng nói không sai. Mà tôi còn sửa lại một chút, nhà họ hoa hiện tại không còn là gia chủ nữa, bà đã không còn tư cách mà ra lệnh cho tôi. Nếu như chuyện liên minh vừa rồi bà nói là cùng với hai người, vậy thì tôi khuyên bà nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tay nhỏ của Hoa Tiểu Nam nắm lấy vạt áo của bà độc thật chặt, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Trương Nhuận Phát thấy vậy, vẻ nóng bỏng trong mắt càng trở nên sâu hơn. Hoa Tiểu Nam là thiếu chủ gia chủ, với anh ta mà nói là nhân vật phượng hoàng. Trước kia ngay cả nhìn nhiều cũng không dám, bây giờ lại có thể tiếp xúc chuyện này khiến lòng hư vinh của anh ta đạt được thỏa mãn cực lớn. Bà độc thở dài nói, dĩ nhiên không phải chỉ có hai người chúng tôi. Nếu như tôi nói còn có bảy vị đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ đã đến tìm cha con nhà họ đằng rồi thì sao? Cái gì, bảy vị đại tông sư? Trương Huy kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Mặc dù chín mạch dân tộc mèo có không ít cao thủ tông sư, nhưng võ giả đạt trình độ cao nhất lại không có nhiều. Giống như nhà họ Trương, Mặc dù được cho là một trong ba thế gia đứng đầu của dân tộc mèo, nhưng tông sư cảnh giới chân khí cộng với cả bản thân Trương Huy cũng chỉ có hai người. Mà các chi thứ khác lại càng không thể nào, thậm chí là ngay cả một người cũng đều không có. Đằng Vũ Vân vì xây huyết trì, đã giết chết rất nhiều võ giả, làm cho giới võ đạo bên ngoài chấn động đứng ngồi không yên. Bảy vị đại tông sư cảnh giới chân khí này được các môn phái chọn lựa ra để đối phó với ông ta, thậm chí trong đó có cả các con cháu đạo Pháp của cổ hồng lĩnh bà độc giải thích người của cổ võ cũng đang tới sắc mặt trương huy thay đổi lớn trở nên mừng rỡ thầm nghĩ trong lòng nếu như những lời nói của bà độc là sự thật vậy thì nhà họ trương ta có cơ hội quản lý dân tộc mèo chờ tiêu diệt được nhà họ đằng hoa tiểu nam lại trở thành bù nhìn đến lúc đó nhà họ trương ta sẽ kiềm chế vua để điều khiển chư hầu ra lệnh cho dân tộc mèo chờ thêm mấy năm nữa âm thầm giết chết cô bé nhà họ hoa này hoặc là để nhuận phát cưới cô ta Đến lúc đó dân tộc mèo còn không phải là vật nằm trong tay nhà họ Trương sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 675.